tên là Nguyễn Thiên Nga, em 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học Hiltech. À, quê em ở đâu Nga? À, dạ hiện tại em đang ở bên quận 2 ạ. Quận 2. Uh-huh. Là quê Sài Gòn luôn hả? Dạ không, em là người Yên Bái. Em vô Sài Gòn bao nhiêu lâu rồi? À, em vào Sài Gòn cùng gia đình được hơn 10 năm rồi ạ. 10 năm vô là em vô học ở trong đây luôn. Dạ đúng rồi. À ha. Rồi thì đi học mình có đi làm thêm gì không em? À, hiện tại công việc của em là dancer tự do ạ. Ồ. Oh. À wow. Dancer. Bên đây nghe dancer cái có chàng trai ngồi cạnh tôi, wow liền. Wow hả? Có cá tính. Chàng trai ngồi ghế màu đỏ luôn đi. Rồi, xin mời em. Chào, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt và xin chào hai bạn nữ đang ngồi ở bên kia. Nói lớn lên Cường, mạnh mẽ lên Cường. Và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Em tên là Lê Phạm Thế Vũ và hiện tại em đang là sinh viên năm cuối vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa, sao giống nhau như vậy, tới đây cho chị vỗ tay một cái. Dạ chưa hết chị. Chưa hết. Thì bên cạnh đó, công việc làm thêm của em là một nghệ sĩ xiếc của bộ môn Sức Mạnh Đôi Tay và là một huấn luyện viên yoga và là một giáo viên tiếng Anh. Trời ơi sao nhiều quá vậy. Wow. Từ từ để chị bình tĩnh, chị nổi da gà hết trơn nè. Vỗ tay lên. Bây giờ trước tiên tôi nghe có cái vụ là năm cuối đại học ngôn ngữ đại học ngôn ngữ Anh đúng không? Vừa hoàn thành khóa luận. Vừa hoàn thành. Trong khi cô bên kia là năm ba. Coi như đây là đàn anh. Rồi bây giờ còn cái gì nữa ta? À là siết đúng không? Siết sức mạnh đôi tay. Siết sức mạnh đôi tay là sao cơ? Tức là mình sẽ thực hiện những động tác khó trên đôi tay, mình đứng bằng tay đó chị, đứng bằng tay đó chị. Ô wow. Trong chuối đồ hả em? Thể lực. Về về thể lực và về uống dẻo. Ôi trời, khỏe mà dẻo nữa hả? Khỏe vừa dẻo luôn. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Thật ra trước đó em là vận động viên thể thao từ năm 4 tuổi rồi. Qua rất là nhiều môn thể thao. 4 tuổi em là vận động viên môn gì? Môn bơi lội chị. 4 tuổi là bơi lội. Dạ đã bơi lội rồi nên là có cái tố chất thể thao sẵn rồi đó. À. Em chuyển qua các môn võ thuật khác và lấy được nhiều thành tích. Rồi sau đó em mới chuyển qua siết để thử thách cái ý chí và sức mạnh của em. Yeah. Nhưng mà công... hiện tại bây giờ cái môn mà em focus vô, em tập trung vô nhất là cái gì? Là môn siết sức mạnh đôi tay. Siết sức mạnh đôi tay. Siết sức mạnh đôi tay. Vậy thì mình tốt nghiệp cái ngôn ngữ Anh xong rồi là mà mình vẫn đi siết. Dạ tức là đi song hành cả hai đó, tức là vừa có sức mạnh thể chất và vừa có kiến thức đó thì mình sẽ cống hiến được nhiều hơn cho mọi người và xã hội ở trong đất nước này. Wow. Trời. Em có tham gia thi cử gì trong những cuộc thi dạ, chưa? Em từng đại diện cho Việt Nam tham dự Asia's Got Talent mùa 3. Ở đâu, tổ chức ở đâu? Ở bên Singapore. Rồi mình có được dạ, chỉ được lọt vào bán kết thôi. Được trò bóng bán kết mà ở nước ngoài dạ. Vậy là ngon lành rồi em. Trời em thi Asia. Em cảm thấy mình chưa có đem lại được vinh quang cho đất nước hết, còn rất là mục tiêu sắp tới có hướng tới cuộc thi gì nữa không? Dạ có, nhưng mà em sẽ giữ bí mật. Dạ giữ bí mật. Vẫn luyện tập mỗi ngày. Vẫn sẽ luyện tập mỗi ngày và vẫn sẽ đi dạy tiếng Anh mỗi ngày. Vậy rồi đi chơi bạn gái giờ nào? Đó là do tại sao dày quá. Mà suốt 23 năm nay em vẫn độc thân và em đến với chương trình này, em hy vọng rằng là chương trình sẽ tạo cơ hội cho em để có thể tìm được không, bây giờ chị Tường với anh Đạt thì ráng tạo cho em rồi đó. Dạ. Nhưng mà em phải có thời gian chơi với bạn gái chứ. Chứ bây giờ cái lịch em kín quá. Em nghĩ rằng là cuối tuần em sẽ dẫn bạn gái đi diễn chung với em, sau đó hai đứa đi chơi. À, đi coi em diễn xong đi chơi luôn. À, đúng rồi. Cuối tuần. Hợp lý. Rồi. Trời. Rồi. Em ngồi đây là em mường tượng anh chàng đó là chắc giống như Avenger khổng lồ xanh bệnh quá. Thiệt chứ bộ. Chắc bự con hay Tường. Hả? Bự con. Đó là nãy giờ đó là bạn Vũ ở chiếc ghế màu đỏ. À, bự con, ghế màu đỏ. Đồ con khỏe mạnh. Đồ con khỏe mạnh. Rồi, bây giờ tới bạn nữ ghế màu xanh nè. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt và chào chị Cát Tường và chào mọi người ạ. Em tên là Kiều Tiên, sinh năm 98, hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại của em đó là tarot reader, tức là đọc những cái tương lai của mọi người thông qua lá bài. Ủa? Thật ra thì ủa, cái đó là không... công việc luôn á hả Cưng, chứ không phải là sở thích? Dạ đúng rồi, nó vừa là sở thích mà vừa là công việc của em ạ. À, dạ. Vậy thì là hàng ngày em làm gì với cái công việc đó? Dạ bình thường thì là khách thật đúng lý thì đây không phải là công việc chính của em. Nhưng mà do là có nhiều người đặt quá, các em không còn thời gian để em làm công việc vậy khác. Vậy là em coi hay lắm, sao mà nhiều người đặt luôn hả? Dạ em cũng dạ. Mà bây giờ là xuất sắc. Em làm công việc này được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em làm từ cuối năm 2019. Thật ra thì cái cuộc sống của em đó giờ nó không có liên quan đến cái này. Tại vì trước đó là em có kinh doanh,
từ năm lớp 9 cho đến cuối năm 2019 của em, tức là khoảng 4-5 năm gì đó em kinh doanh mà em học thì là em cũng học ngành kế toán ra nữa, nói chung là không có liên quan. Năm nay em bao nhiêu tuổi cưng? Dạ hiện tại em sinh năm 98 thì khoảng hình như là 23 hay 24 gì à. Nhưng mà quê gốc mình là ở đâu tiên? Dạ em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh luôn á chị Tường. Dạ. Sao em tới phiên bạn trai ngồi ở ghế màu xanh mà em giới thiệu. Dạ, đầu tiên là em xin chào hai MC duyên dáng và cực kỳ dễ thương của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên đầy đủ là Lưu Quốc Tuấn, nghề danh của em là Danh Lưu, công việc hiện tại của em là diễn viên tự do. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 31 tuổi và em vẫn còn độc thân. Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em vui vẻ và thân thiện, rất là dễ gần. Còn điểm yếu của em thì lâu lâu em hay nóng tính, hay khùng hay điên cái gì. Hay khùng hay điên. Nói rõ rõ hơn đi để hai em gái bên kia sợ. Dạ thì cái điểm em nói về cái điểm yếu của em thì cái lúc mà kiểu như em hay nóng tính á thì em giận lên thì em không muốn nói chuyện với ai hết trơn. Em muốn đi một cái nơi nào đó nó có khoảng lặng riêng cho mình. Rồi khi nào em hết giận hết nóng thì nói chuyện tiếp. Rồi bây giờ thì nhà chim tinh học, em phải nói về điểm mạnh điểm yếu mình đi nè. Điểm mạnh của em thì mọi người thường đánh giá em là người vui vẻ, hòa đồng, với lại thông minh, tiếp thu nhanh. Dạ. Còn khuyết điểm của em thì là em cái này nó vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm của em, đó là em rất thẳng tính. Dạ. Với lại em cũng khá nóng tính nữa. Thẳng thắn tới mức nào mà gọi là khuyết điểm? Tức là nếu mà gặp cái chuyện gì mà nó không đúng á thì em sẽ nói, chứ em không có kiểu gọi là cho qua được. Bây giờ tôi quay lại với anh chàng trai cao to vạm vỡ ngồi bên cạnh tôi nha. Quá trời tài năng. Quá trời tài năng. Vậy thì em có cái điểm yếu gì? Chị chưa hỏi điểm mạnh thì hỏi điểm yếu trước. Cái điểm yếu của em có lẽ trước hết là chị cũng thấy và mọi người cũng thấy là quá bận cái nè. Quá bận là không có thời gian. Dạ, quá bận cho nên là nhiều khi em sẽ bị gọi là hơi áp lực về công việc. Rồi. Dạ. Nếu như vậy thì mạnh là cái gì? Em nghĩ rằng em cũng tự tin. Em tự tin nhất về bản thân em là về cái điều gì? Về khả năng thuyết phục người khác. Bên đó thì một anh diễn xuất và một anh diễn xiếc. Thì bây giờ em có thế mạnh thế yếu gì để em show ra với hai ảnh không ? Em tự nhận thấy cái điểm mạnh của em là một người chăm chỉ. Chăm chỉ? Chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học hỏi. Chăm chỉ. Em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu ăn, nhưng mà em chỉ nấu cho một mình em ăn thôi. Bởi vì em ăn theo cái thực đơn riêng của em, kiểu em ăn ít clean ý ạ. Thôi bây giờ vậy nè, quan trọng là hai bạn ghế đỏ hôm nay có một cái sự trùng khớp. Hai bạn là coi như là gọi là đồng môn ngôn ngữ Anh. Bây giờ hai bạn nói tôi đâu có tin. Hai bạn thử chào nhau tiếng Anh coi, mặc dù tụi tôi không hiểu nhưng mà tụi tôi vẫn nghe được. Xin mời hai bạn, rồi đại ca trước đi đại ca. Good afternoon everyone. My name is Thế Vũ and I'm from Vietnam. Currently, I am a senior year student of ABT University studying English Linguistics major. And my passion is hand balancing and upstring yo-yo. Besides that, I am an English teacher who teach for my lovely students. That is the reason why I don't have so many time and I'm so busy to find a new lover. That's why I come here in a game show named Ghép Đôi Thần Tốc to make it happen. Chào cô tiểu muội. Rồi. Rồi, hai người giao lưu với nhau đi. Trời ơi, tiếng Anh mà còn không biết xưng hô sao nữa, you and me thôi. Ok. Hi nha. Hi. Actually, I really admire you because you are a dancer and you are the same major with me. And that's why it makes me feel like you are the one who born for me. I hope so. Cái gì? Em nói đi. I hope so. Ủa vậy thôi đó hả? Ủa vậy thôi đó hả? Sao người ta làm một tràng dữ vậy mà làm trời, bà nói cái chữ vậy? Thôi biết người ta làm quá trời ở đó. Em hết sổ. Quên hết luôn. Tự tin lên. Yeah. Hi there. So glad to see you today and I hope we can be a couple. Yes. So actually we haven't had a chance to see each other yet, but I think that the soul that we spend with each other right now is the thing that I really appreciate. And after seeing you, I hope that we are able to having the opportunity to date with each other and can go far away. Thank you very much. Thank you. Vậy thôi à, bà kia có tiệm lời dễ sợ quá. Thank you. Cảm ơn em. Sao? Em nói gì? Em chưa nói điểm yếu của em. Điểm yếu rồi, em nói đi. Vâng, điểm yếu của em là em ít nói. Nãy cũng nói nhiều lắm mà.
Em ít nói thôi. Thì đó, thì người ta nói quá trời tiếng Anh luôn. Qua tới em, tới em hết sổ. Không ấy, bây giờ em ít nói em hát được không cưng? Dạ được ạ, em biết hát một chút xíu. Ok, mời em. Phố đã lên đèn, con đường có môi kề môi. Phố đã lên đèn, bên người em thương em nhớ em mong. Có nhạc bên cạnh ai không feel, có anh bên cạnh yêu không phai. Tình yêu nằm ngang của em luôn ngàn năm. Phố đã lên đèn, em nhìn trái tim đại dương. Phố đã lên đèn, đi tìm lời ca em viết chân vương. Mưa rơi chơi vơi còn mơ về anh, nguyên vẹn câu chuyện ta thường xem. Hạnh phúc sẽ không xa nếu như ta xem nhau là tất cả. Wow. Dễ thương quá. Sao, cái giọng thì dễ thương quá trời luôn á. Hơi bị ưng rồi phải không? Hơi bị ưng. Trai màu đỏ nó hơi bị ưng, còn em sao? Quá dễ thương chị. Quá dễ thương. Dễ siêu lòng. Chị nhắc lại cho em biết rằng là ở đây chúng ta có một sự cạnh tranh lành mạnh nha. Hai chàng trai mình có quyền lựa chọn một trong hai cô gái, tức hai cô gái cũng ngược lại. Rồi thế bây giờ tình trường sao? Chàng trai hào hoa phong nhã vô nghệ thuật, đi làm nhiều, xung quanh nhiều cô diễn viên, nhiều cô đồng nghiệp. Tình trường chắc nhiều à? Nói tới tình trường éo le lắm chị ơi. Éo le cuộc tình luôn, mời em vô. Ai cũng nói là cái nghề diễn viên là nhiều người yêu và đào hoa. Thật chất là không phải. Riêng em á, em thấy bản thân em thì em đã trải qua hai mối tình rồi. Và hai mối tình em đều thất bại. Bị cắm sừng. Bị cắm sừng. Hai mối tình đều bị cắm sừng hết. Dạ. Trời đất ơi. Sao nó nghe này, đưa giờ bây giờ bàn tay lên chị coi coi. Sao ướt nhẹp vậy? Dạ, em rung á chị. Rung là vậy đó hả? Dạ. Đổ mồ hôi quá hả? Trời đất chị. Tự tin chứ ông kính nghệ diễn viên mà lên đây rung dữ vậy? Không, tại em nhát gái gì. Không, tại em nhát gái gì. À, nhát gái. Nhưng mà cái tiêu chí em chọn bạn gái khó không? Dạ không. Mẫu người lý tưởng sao, chuẩn sao? Dễ nhìn là được rồi chị, em không cần đẹp. Dễ nhìn. Mình là làm diễn viên là mình chú trọng bề ngoài chứ sao mà bạn gái không cần đẹp. Tại vì em nghĩ rằng cái nghề của mình là tiếp xúc với người đẹp nhiều rồi. Em nhìn em cũng thấy bình thường đúng không? Thấy bình thường. Cái quan trọng là cái trái tim phải trung tình. Có nghĩa là phải cần cái trung tình. Mình bị hai cặp sừng rồi. Đúng không rồi. Không muốn cặp thứ ba nữa đúng không? Có cá tính tim mạnh mẽ chút xíu. Mạnh mẽ. Công việc ổn định và biết lắng nghe. À, biết lắng nghe. Biết lắng nghe. Sao nào? Cô gái ngồi chiếc ghế màu xanh. Dạ. Em có chung thủy không? Dạ em rất là chung thủy. Rất là chung thủy. Ổn quá trời. Nhưng mà trước khi chung thủy thì mình đã từng trải qua những mối tình nào? Dạ em có hai mối tình ạ. Hai mối tình. Một mối tình kéo dài khoảng 6 tháng, một mối tình kéo dài khoảng 4 năm. Dạ. Thì đều là quen trong lúc em học năm lớp 11 hết. Lý do chia tay thì là tại vì khi mà tính tới cái chuyện gọi là kết hôn á thì cái mấy bạn đó lại biện lý minh lý do này kia, cho nên là em không có muốn kéo dây dưa thêm. Muốn phải có sự nghiệp trước rồi mới tính tới chuyện gia đình. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như mẫu thế nào? Mẫu người đàn ông. Dạ thì em không có quan trọng ngoại hình lắm, nhưng mà bạn đó nên cao hơn em một chút. Cao khoảng tầm 1m7 là được. Nhưng mà em quan trọng nhiều hơn là về cái đạo đức với lại là cái cách cư xử của bạn đó. Em bị ấn tượng bởi những bạn có cái cách cư xử tinh tế, quan tâm đến mọi người. Dạ. Thấy chia sẻ cái cặp xanh xanh này có vẻ cũng hợp hợp nhau nha. Rồi cặp màu đỏ, quay lại với Vũ. Sao tình trường mình sao cưng? Dạ, bận quá chắc đâu có người yêu đâu phải không? Suốt 23 năm nay là em chỉ có tập trung vào cái việc học, việc tập luyện, việc tìm hiểu kiến thức. Để em, vì em luôn nghĩ rằng là sau khi mình thành tài, mình ra trường mình phải là một nhân tài tốt cho đất nước, cống hiến được nhiều lợi ích có giá trị về mặt tinh thần và về mặt thể chất cho mọi người. Nguyên nhân gì ngày hôm nay em đến với chương trình? Dạ, thì em muốn tìm một người yêu có cùng chung chí hướng. Chỉ có chí hướng mới giúp cho hai đứa em tiến xa được thôi. Rồi, thế thì cái chí hướng của em là như thế nào? Em nói luôn cho các bạn gái bên kia nghe. Dạ, chí hướng rằng là ví dụ như bạn Nga đi thì có là dancer đi ha. Thì cũng cùng chung cái nghệ thuật với em, nghệ thuật về hình thể. Thì có thể phát triển được cái điều đó đến với mọi người, và cũng cùng chung ngôn ngữ Anh nữa. Thì có thể phát triển được cái điều đó đến mọi người luôn. Cùng chung chí hướng là để đem lại lợi ích cho mọi người bằng cái đam mê và cái sở trường của mình. Bây giờ về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Dạ em nghĩ là dancer thì chắc là ngoại hình là đủ tiêu chuẩn đối với. Ủa là em nhắm thẳng luôn bên đó luôn rồi đó hả? Chứ em không có cái mẫu người lý tưởng riêng trước khi đến với chương trình hả? Dạ dancer. Dancer. Đấy, rất là đi thẳng vô mục tiêu. Còn em? Vâng. Kể về chuyện tình trường mình đi nè. Em có 3 mối tình. Ba mối tình. Hai mối tình chính, một mối tình phụ.
chính và phụ luôn. Chính và tình phụ. Hai mối tình chính là hai mối tình chính thức. Chính thức. À, lâu dài một chút. Lâu dài là khoảng bao nhiêu năm? À, mối tình đầu tiên là một năm. Một năm. Mối tình thứ hai là 8 tháng. Vì sao chia tay? À, mối tình một năm là bởi vì anh ấy lo cho công việc nhiều quá, không có thời gian cho em. Chết rồi. Dạ. Nhột nha Vũ, nhột nha. Ui da, cái thời khó biểu như vậy căng quá vậy trời. Ồ, lo cho công việc nhiều quá không lo cho em. Không, mà lúc đó ta chưa có bạn gái người ta khác. Đúng mà rồi, tại vì em làm điều gì em cũng quyết tâm khi mà nên khi mà em yêu ai là ai một ai. Ừ, đã quyết tâm tham gia ghép đôi thần tốc là phải quyết tâm có bạn gái. Dạ đúng rồi. Đúng. Và phải chăm lo được cho bạn gái. Phải chăm lo. Đó. Chính xác, tôi đồng ý, tôi bính đứng phe bạn Vũ. Gương mặt rất là quyết tâm, đầy quyết đoán. Mẫu người lý tưởng của em sao? Mẫu người lý tưởng của em là tập gym. Wow. Em không cần sống múi nha, nhưng mà em thích vai to, ngực to. Chỉ tưởng thôi. Ok, thấy rồi cưng. Cao khoảng 1m75 độ lên. Cao mét mấy? 1m75. 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 Yeah. Gì nữa? Vô quá. Đối xử với em nhẹ nhàng một chút. Dư sấp chị tưởng thôi. Dư sấp chị tưởng thôi. Tới luôn nha cưng. Bây giờ thì quý vị thấy đó, sân khấu của chúng tôi rất là nóng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ những người thân của các bạn tham gia chương trình cũng đang rất là nhiều cảm xúc, muốn chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với chương trình. Bây giờ mình sẽ ưu tiên bên nào trước đây? Ưu tiên cho bên nhà gái trước nha. Nhà gái trước nè. Dạ, bên đây là mình thấy có một bác. Dạ con chào bác. Chào các trường. Dạ. Dạ. Bác ơi, nãy giờ bác có theo dõi chương trình rõ không bác? Có rõ. Dạ. Dạ bác là phụ huynh của em nào trong này ạ? Tiên. Bé Tiên. Dạ thưa bác nói một chút xíu về con gái mình được không bác? Nói chung thì nó là con út của cô. Dạ. Thành ra thì cô cũng không có khó khăn gì ăn thua, mà nếu mà cháu thấy con nó thấy mà người nào mà hợp với nó thì tùy nó thôi, chứ cô cũng chẳng có khó khăn gì hết. Dạ. Cô chỉ mong là mọi chuyện tốt đẹp đối với con cô thôi. Dạ, dạ. Nhưng mà bản thân không. Cô mình có tiêu chí kiếm con rể tương lai là người như thế nào không ạ? À? Cô thì cô chỉ thích cái người thành thật, mà không cần giàu sang gì, thành thật mà biết thương con cô thật lòng là được rồi. Dạ. Vậy bây giờ cô tiếp tục theo dõi chương trình nha, để cô xem coi hôm nay kết quả dạ. như thế nào nha cô. Dạ con chúc cô sức khỏe cảm nha. Cảm ơn con. Dạ. Dạ cảm ơn con. Dạ. À bây giờ thì chúng ta sẽ đến đổi không khí, mình chuyển qua bên đây đến người thân của bạn nam. Dạ em chào chị. Mẹ em. Mẹ em hả? Trời mẹ em trẻ quá, chị kêu bằng chị luôn. Xin chào chị. Dạ. Chào dạ. mẹ. Chào em xin Cát Tường dễ thương. Dạ. Chào hôm nay. Dạ, nha. Chào chị. Em cảm ơn chị. Rồi. Dạ hồi nãy giờ theo dõi câu chuyện ha chị ha. Bây giờ thì ý kiến của chị như thế nào ạ? Chị thấy cô nào có vẻ hợp với con trai mình hơn? Cái người con dâu chị theo, mà theo ý chị thì chị không có quan trọng là cái chuyện mà môn đăng hộ đối hay là giàu có gì hết á, mà quan trọng là con dâu là nó phải dễ thương, nó hiền thục. Dạ. Dạ. Biết trên biết dưới là cái điều đó là chị mong rồi, chứ còn mà ví dụ đẹp xấu rồi thì cái chuyện đó chị không có mong, không có quan trọng, mà quan trọng là con mình thôi. Dạ. Ví dụ mà cái duyên của nó mà gặp người đó thì chị cũng coi như cũng đồng tình với con mình. Dạ. Giờ nôn có con dâu chưa chị? Nôn lắm. Nôn lắm. Cứ hối thúc hoài đó. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Dạ chào chị. Rồi chào MC. Qua tới nhà gái tiếp hả Đạt? Dạ. Chào em. Chào em gái. Dạ, em gái ơi. Em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. À, chào em, là chị em hả? Dạ chị họ. À chị họ. Nãy giờ thì em đã quan sát cuộc nói chuyện thì em thấy cảm nhận của em như thế nào? Em thì em có cảm nhận là hai anh cũng khá dễ thương. Nhưng mà nếu như mà để phù hợp thì em thấy anh ngồi ghế đỏ để phù hợp với Nga hơn. Đó. Trời, ông căng thẳng nãy giờ ông nghe cô ấy nói cái cô vỗ tay liền à. Phù hợp cái chỗ nào vậy cưng? Phù hợp chỗ nào? Nói chung là tính cách và công việc hầu hết là khá tương đồng với Nga. À rồi cảm ơn em nha, theo dõi chương trình tiếp nha. Dạ. Còn người thân duy nhất còn lại của chương trình là người nhà của Thế Vũ. Nhà của Vũ đúng không? Đó. Rồi chào anh trai luôn. Chào Cát Tường với lại chào anh Đạt. Dạ rồi. Chào anh. Tôi là cậu ruột của Thế Vũ. Dạ rồi hồi nãy giờ cậu nghe câu chuyện thì cậu có suy nghĩ như thế nào? Thì theo mà mình từ nãy giờ mình xem chương trình đó thì cái người cháu của mình á với lại cái cô bé Nga bên đó đó
thì cũng có nhiều cái chí hướng chung á, thì tôi cảm nhận á thì cứ để tìm hiểu để mà như thế nào cho nó tiến tới được thì nó tốt đẹp hơn. À, cậu vẫn thấy là Vũ hợp với cô Nga đúng không? Chính xác là vậy. Chính xác là như vậy luôn. Hay quá, xác là như vậy luôn. Hay quá cậu ơi. Cảm ơn cậu. Coi tiếp nha cậu nha. Cậu à, theo dõi dạ. Tiếp nha cậu. Rồi. Ngon lành ha, cậu cũng rất là thẳng thắn và quyết đoán giống như cháu luôn. Chính xác. Bây giờ mình còn chần chờ gì nữa? Chần chờ gì nữa chị? Mở cửa trái tim. Yeah. Wow. Thấy sao, nhau. Sao? Ồ, thấy nhau ai cũng rụt rè, mắc cỡ hết vậy. Cười bản lãng. Cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim mở ra là như thế nào? Nga, cái cảm nhận đầu tiên em nhìn thấy anh em thấy như thế nào? Trời ơi, tôi hỏi ông không hỏi lại người ta. Là em thấy đúng gu em rồi á. Đúng gu em rồi á. Đúng gu em rồi á. Rồi mình phải trả lời đi chứ, mình thanh niên mà. Dạ lăng à. Dạ tới thôi. Tới thôi. À. Còn em, đầu tiên khi cánh cửa mở ra thì em có cảm xúc như thế nào? Em sao động quá trời ơi, hai bên nào cũng đẹp hết trơn. À. Trời ơi. Giờ em không biết chọn ai luôn á. Sao cưng em gái? Dạ em bị cận. Trời ơi, em có quyền đứng lên. Anh cho mượn tiếng luôn. Dẫn cổ qua coi. Anh cho mượn à, em cứ tiến tới, em tiến tới từng anh một, em nhìn cho kỹ. Đó là cái quyền của mình. Coi chừng người ta coi bói luôn đó nha. À, đúng rồi, coi bói đó, coi bói luôn đó. Nha. Xích đây thôi. Là anh Vũ. Em có coi tay được không hay là em coi tướng thôi? Anh này cái trán ngọt cao, người khá cố chấp. Đúng không em? Chấp. Quyết đoán để đánh đầu chấp. Anh này hả? Gương mặt hiền. Tuy nhiên là trong tình cảm thì nhiều khi là anh dễ bỏ cuộc lắm. Ồ trời. Thầy không có phán nhiều, thầy phán mỗi người một câu một thôi. Rồi. Mà tôi thấy đúng nha. Theo cá tính là anh này cố chấp, như là quyết cái gì phải được cho bằng được. Anh này là mấy lần rồi coi như là bị. Không, nhưng mà người ta bỏ em chứ không bỏ ai. Nhưng mà em phải được thiếu quyết đoán, đúng rồi đó. Em nhìn chị kỹ chị cái coi em một câu một thôi em. Chị mượn tay đi. Mượn tay. Chị chỉ làm muốn một quẻ hỏi luôn. Em một câu là chị có chồng nữa hay không thôi. Em thấy là chị có nhiều mối lắm, dây dưa nhiều lắm, nhưng mà để mà tới hôn nhân thì hơi khó, tại vì lúc nào trong trường tình cảm của chị cũng sẽ có một bên thứ ba đưa vào. Bên thứ ba đưa vào. Tức là ví dụ không có người này nói thì người kia sẽ nói, hoặc là sẽ có những cái tranh cãi nó khiến cho xung đột diễn ra. Cho nên là nếu như mà chị muốn một cái mối hôn nhân kiểu nó lâu bền thì mình nên hạ cái tôi của mình xuống. Nên hạ cái tôi của mình xuống. Trời ơi. Hay quá em ơi. Chị nghe cái gì chị ơi, chi vậy? Trời ơi. Chị coi làm gì? Để em coi cho. Wow, có gì chi? Chị coi chi vậy? Để tôi nghe em gái hai sinh năm 2000 nè. Dạ. Cảm xúc của em như thế nào? Em vui. Vui. Vâng. Trúng rồi phải không? Vô. 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 Từ từ. Bây giờ đến màn biểu diễn vô. Đúng rồi. Em hồi nãy giờ là thấy đúng rồi em. Hồi nãy giờ quý vị nghe với anh chàng này giới thiệu quá, phải có một màn biểu diễn. Người đúng thật không? Việc thật thôi. Người thật việc thật. Ghê. Wow. Dương đồ trong túi áo. Bây giờ có cần cởi áo không? Đâu, ok, cởi em. Cởi đi, còn màu mè nữa, khoe body luôn. Đó. Được không em? Được không em? Ok. Vô. Lên tinh thần. Wow. Rồi. Rồi, lần ba. Wow. Wow. Ok. Giờ mình biểu diễn đôi tay đi. Nga. Anh sẽ biểu diễn bằng tất cả niềm tin. Ghê. Hạ thỉnh quá. Hạ thỉnh liền. Woo.
đi bộ mà đi ngược vậy luôn, hay quá vậy. Trời, hàng chỉ tay đô đúng rồi. Yên tâm, có người bảo vệ nha cưng. Trời ơi, ôi, đá lồng nghèo rồi, đá lồng nghèo quá nha. Trời ơi, đây là đá lồng nghèo nữa nha. Quá tuyệt vời. Ê, cái màn đá lồng nghèo ở nhà mình có tập không Vũ? Dạ, freestyle ngẫu hứng. Freestyle ngẫu hứng hả? Dạ, hồi nãy em thấy tích tắc đây nè, hất cái tay lên, đá lồng nghèo có chạm xuống. Ê, nó nghe nè, đây tới đo nhịp tim Vũ coi là coi đưa tay ra coi đo huyết áp rồi gì đó, điểm nhịp tim coi có đập mạnh không. Sao? Dạ mạnh. Đây đây nè, tim nằm bên trái bên phải biết không? À, ở giữa. Ở giữa. Cái gì tim nằm ở giữa bà? Bậy. Tim nào nằm ở giữa? Tim đâu? Thì nó đập thì cũng nghe thấy thôi. Nên ra thử coi có nghe không? Ôi. Hả? Mạnh lắm chị ạ. Mạnh lắm hả? Vâng. Đâu để lâu tai vô nghe thử coi nghe là... tiếng không? Sao? Wow. Tiếng sao? Để lâu lâu mới nghe được chứ. Vậy sao mà nghe? Gì vậy? Lạnh hả? Dạ không, nó đập như vậy nè. Rồi em thấy sao? Khô. Trời trời. Sao? Bộ gì đứng anh, luôn nắm hả? Tay, nắm tay coi, nắm tay coi. Dạ không, chút nữa đi. Lỡ anh không chọn em rồi sao? Lỡ anh không chọn em rồi sao? À đúng rồi, bé này vẫn còn sáng suốt, vẫn còn tỉnh táo. Phải giữ khoảng cách chứ. Nắm tay không? Là bấm nút rồi mới nắm. Đúng rồi. Chưa bấm là chưa có nhấn. Rồi đúng vậy không? Đi về chỗ, giữ đi. Nét mình liền chứ. Rồi. Đâu có được vậy. Cho cặp này thở chút đi. Em mạnh dạn lên. Phải tìm cách chinh phục chứ. Vậy bây giờ em thay lời nói bằng một ca khúc, một đoạn ngắn được không? Được. À bài hát. Vỗ tay. Vì sao em hơi làm sao biết được tình yêu cháy ngang con tim hoang mang lầm lỡ trao niềm gì không nói nhìn anh với người vì anh đến sau nên nam thương đau giờ trách ai nụ cười em trên môi đôi mắt long lanh như sao trời nào phải đau cho anh riêng anh mà tiếc nhớ đừng buông chỉ tôi ơi khi giấc mơ chỉ xa đôi đời vì sao anh luôn yêu em thôi vì sao anh còn tìm chỉ có em. Cũng đã tính lắm nha. Rồi bây giờ sao cưng, có gì muốn hỏi ảnh không? Công việc của anh á thì là thời gian như thế nào ạ? Công việc của anh cũng khá là bận rộn, nhưng mà không bận rộn bằng như bạn này đâu. Nhưng mà nếu mà anh sắp xếp được thì anh cũng dành thời gian cho gia đình và bạn bè cũng như là người con gái mà anh thương. Anh có định hướng gì trong tương lai cho mình chưa? Công việc của anh thì cũng ổn định rồi, nhưng mà định hướng tiếp theo của anh trong tương lai là anh hy vọng là sẽ có một người yêu và đi đến một cuộc hôn nhân lâu dài. Có tiền lấy vợ chưa? Có của hồi môn ạ. Có của hồi môn. Ủa sao của hồi môn là của ai? Dạ của ba mẹ cho. Rồi em muốn hỏi gì cổ không? Em nghĩ sao giờ nếu mà em có một người bạn trai mà làm nghề diễn viên nha? Dạ em tôn trọng mọi cái nghề nghiệp, cho nên là anh làm diễn viên thì không có gì hết. Quan trọng là anh có, nếu như anh bận rộn thì em có đủ quan trọng để mà anh sắp xếp thời gian dành cho em hay không thôi. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Nếu mà anh quay có những cái cảnh nóng á, em có ghen không? Có giận không? Dạ có đó anh, nếu như mà yêu mà không ghen, không giận là không phải yêu rồi. Nhưng mà em nghĩ, em hy vọng là nếu như em với anh bước vào chuyện tình cảm và khi anh nên tách bạch công việc và cái chuyện riêng ra, chứ đừng có ví dụ giống như anh lỡ anh hôn cô đó rồi anh cảm nắng cô đó rồi rồi xong mà anh cheating em là không được. Thế em có hay kiểm tra, em có thích là kiểm tra kiểm soát điện thoại hay là dạ quản không lý mà em thì... rất là sợ người khác kiểm soát em á, cho nên là em cũng không bao giờ kiểm soát cái đối phương của em. Em nghĩ là trong tình cảm quan trọng nhất là lòng tin. Dạ thế còn sao tin 2000? Em còn trẻ còn nhỏ là thường hay ghen bóng ghen gió ghen tuông, rồi đây là cũng đi dữ lắm, đi biểu diễn đi tùm lum, thì em có ghen không? Dạ em không ghen đâu chị ạ. Sao không ghen? Sao cổ chia sẻ nhìn cổ sao nhìn xuống không vậy? Anh ấy đang mệt. Anh ấy đang mệt. Anh đâu có mệt. Anh mệt đâu. Anh mệt khi mà quá yêu em. Anh mệt khi mà quá yêu em. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nói da gà luôn. Rồi tiếp đi cưng.
À, em không phải là người ghen bóng ghen gió đâu ạ. Cái gì nếu mà em đã ghen thì chắc chắn nó phải có một cái lý do chính đáng một tí. Ừ. Vâng. Chia sẻ với em á, dù ảnh có lớn hơn em thiệt, ảnh nãy giờ ảnh biểu diễn nhìn ngầu thiệt, nhưng trong tình trường ảnh mong manh dễ vỡ. Tờ giấy trắng nha. Đừng có viết bậy viết bạ lên đó nha. Em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng. Giờ em có muốn hỏi gì người ta không? Qua những gì mà Nga đã chia sẻ từ đầu đến nhìn tới giờ thì em đã phần nào hiểu được Nga rồi. Còn lại thì hai tụi em sẽ tự tìm hiểu. Chưa gì nó muốn qua cầu rút ván rồi đó Đạt. Có nghĩa là tụi em tự tìm hiểu. Còn hai đứa mình là dạt ra một bên, đâu cần thiết nữa đâu. Rồi ai có tặng quà, tặng ơ gì không? Ở đó đúng rồi, có gì sẽ thấy trên đó có hộp xanh xanh tím tím nè. Có. Anh có chế độ ăn riêng không? Anh thật sự thì anh cần một người làm cho anh cái chế độ đó. À, anh vừa ăn sô-cô-la được, em tặng anh sô-cô-la tình yêu vậy. Cảm ơn em rất nhiều. Sô-cô-la tình yêu. Cái găng tay này là anh đã đi suốt hết tất cả những cái cuộc thi lớn từ Asia Got Talent đến những cái giải mà anh đã giành được rất là nhiều bằng cái bộ môn sức mạnh đôi tay này. Vì vậy nó có rất là nhiều công sức và rất là nhiều cái ý chí của anh. Thế nên nghĩ rằng khi mà anh tặng lại cho em, nếu mà em không đeo cũng được thì em xem nó như một cái biểu tượng ý chí để em có thể vượt qua được tất cả những cái điều khó khăn trong cái cuộc sống. Mỗi khi mà em buồn nhất thì hãy đeo nó vào và hãy nghĩ đến anh. Cái sức mạnh ý chí của anh sẽ giúp em vượt qua hết. Còn cái này nó là cái sự khéo léo của anh từ một truyền nhân. À, làm riêng cái con yo-yo này để tặng cho anh. Và nó đã giúp anh chinh phục được top 3 yo-yo quốc gia năm 2017. Trời ơi. Và anh cũng tặng nó cho em luôn. Rất là những kỷ vật đó là quý giá. Trời ơi, tặng luôn vậy đó hả? Mới lần đầu tiên mà tặng những kỷ vật coi như là bao nhiêu năm trời tập luyện. Thấy không, người ta chân thành lắm nha cô. Cho nên là em không được yếu đuối. Em muốn cái gì em phải đi bằng hết cả ý chí và niềm tin của em cho điều đó. Và em sẽ đạt được, chắc chắn em sẽ đạt được. Vì em đã gặp anh vào ngày hôm nay. Vâng. Cái vòng tay đó là mồ hôi và nước mắt không đó. Vâng. Trân trọng đó. Vâng. Cảm em... xúc của em. Em bảo môi anh hơi khô ấy. Môi anh hơi khô ấy. Môi anh hơi khô. Mất dễ thương. Môi anh hơi khô. Giờ sao em chăm sóc bằng cách nào? Ảnh thiếu nước rồi, ảnh thiếu tình yêu đó. À. Giờ làm sao? Có cách nào không cho môi bớt khô em? Để về nhà nhá. À. Ủa vậy nhưng mà có cách gì để về nhà để hết môi khô? Hôn một cái đó, thấy chưa? Hôn hoài đi là môi nó hết khô. Dạ. Rồi tiếp tục. Này là cuốn sách mà em để đầu giường cho nên là nay em gửi tặng anh. Sách để đầu giường. Dạ, sách này em thường hay đọc á. Thì nhờ cái cuốn sách này mà em sắp xếp công việc của em rất là tốt. Cho nên là em hy vọng là anh đọc xong anh sẽ sắp xếp công việc của anh. Và công việc của anh sẽ ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn. Yeah. Cái màu anh nghe là cưng. Lỡ qua rồi mình nhìn sát một cái xíu nữa, nhìn sát vô. Đó, có tiềm năng gì không? Có dạ. Tiềm năng gì trong tương lai không? Dạ cái này em xin giữ riêng. Trời ơi, thiệt á. Bây giờ hãy lắng nghe chị Tường chia sẻ. Đây là lúc quan trọng nha. Trên mỗi chiếc ghế của các bạn đều có hai cái nút bấm. Hãy nhìn kỹ. Màu xanh và màu đỏ, đừng bấm lộn. Nhớ màu nha. Người đang ngồi ở vị trí ghế màu nào thì bấm nút màu đó. Khi nào mà hai chiếc ghế cùng màu, cùng sáng đèn thì chúng ta sẽ làm một cặp. Mời các bạn lắng động lại để lắng nghe nhịp đập trái tim của mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện những cảm xúc chân thật nhất. Các bạn sẽ có 5 giây để đưa ra một quyết định chính xác của mình ngay khoảnh khắc này. 5 4 3 2 1. Em không cần sóng mũi nha, nhưng mà em thích vai to, ngực to. Ủa? Chị Tường ơi. Ok, thấy rồi cưng. Nếu mà anh quay có những cái cảnh nóng á, em có ghen không? Có giận không? Dạ có đó anh, nếu như mà yêu mà không ghen, không giận là không phải yêu rồi. Nhưng mà em nghĩ, em hy vọng là nếu như em với anh bước vào chuyện tình cảm và khi anh nên tách bạch công việc và cái chuyện riêng ra, chứ đừng có ví dụ giống như anh lỡ anh hôn cô đó rồi anh cảm nắng cô đó rồi rồi xong mà anh cheating em là không được. Nga, cái cảm nhận đầu tiên em nhìn thấy anh em thấy như thế nào? Trời ơi, tôi hỏi ông hỏi lại người ta. Dạ em thấy đúng gu em rồi á. Bấm. Xong. Vỗ tay cho một cặp đôi cho bạn.
Hôm nay lý do gì em chưa chọn được cái người mình mong muốn? Tại sao em không bấm? Thật sự em xin lỗi em. Nhưng hồi nãy em nói thì trong tình yêu thì yêu thì phải ghen. Nhưng mà đối với anh thì trước đây anh cũng từng ghen mà cũng ghen nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ anh thấy ghen nhiều quá đối với anh là một cái gì đó nó có cái sự gò bó và cái sự sợ hãi trong đó. Thì nên anh không chọn em. Thì anh hy vọng mình đến với nhau không được thì mình là anh em bạn bè. Có nghĩa là em muốn một người bạn gái mà không có ghen. Dạ. Yeah. Rồi thôi thì phải. Chúc cho hai bạn ha sớm có được một nửa yêu thương của mình. Và ngay tại khoảnh khắc này thì chúng ta sẽ vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi đã cùng rồi, quyết đoán áo vô đẹp chụp hình đoạn cuối nha. Xin mời. Rồi tiến lên phía trước. Bây giờ nắm tay được chưa cưng? Dạ rồi. Dạ rồi. Oh yeah. Hôn nhau cái gì cưng? Một khởi đầu tốt đẹp. Trời ơi. Cái này làm ngày 80 lần là hết khô môi đó cưng. À ha. Cảm xúc hiện tại thì em thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho chị hỏi một câu nữa, đây có phải nụ hôn đầu tiên không? Dạ, đây là nụ hôn đầu tiên của em. Thật sự luôn. Wow. Hả? Thật sự. Em đó nha. Trời. Em là thiên liêng cao cả lắm em phá cái sự trong trắng thơ ngây của cái bờ môi hơi khô của ảnh. Em phải chịu trách nhiệm với nó. Đồng ý không? Em phải nói sao với ảnh, em quay qua em nói sao đi. Em là cái người, cái tác nhân là em gây ra. Áp lực nặng quá. Thật sự luôn chị ơi. Sao? Môi anh từ mai sẽ không khô nữa. Môi anh từ mai sẽ không khô nữa. Cảm ơn em. Dạ. Em hiểu mà. Môi từ đây không khô. Trời. Dễ thương quá. Tôi nghe ở đâu ngoài kia hú quá trời hú luôn á. Vậy hả? Rồi, em ơi, mình có thể hôn cái nữa không em? Một đâu hai đâu em. Bây giờ người bình thường tham gia chương trình là một, nhưng mà anh này môi khô quá. Có lần nhất và sẽ có lần thứ hai. Đúng rồi em. Hôn đi. Được không? Wow.